Rồi bây giờ bắt đầu ha. Xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày thứ bảy. Thì Tiền Thâm Thành Võ xin giới thiệu đến quý vị, quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay vậy thôi, vậy thì ta chia làm bốn người rồi. Quý phát nơi các thầy đang làm việc thì có diễn ra một buổi lễ ra viện cho 27 bệnh nhân hoàn thành phác đồ trị ung thư tại đây. Thì trong này có 17 bệnh nhân đang dự, còn lại 10 bệnh nhân khác do điều kiện ở xa cho nên phòng khám quyết định gửi các giấy chứng nhận về cho các bệnh nhân không dự được. Thì hôm nay ngoài cái lễ ra diện cho bệnh nhân và tổ chức phát quà luôn cho các bệnh nhân ở tại đây, xin kính chào cô chú quý vị các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào cô chú quý vị, quý anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2024, nhằm thứ bảy. Thì hôm nay làm việc là sáng thứ bảy, các bệnh nhân tập trung trong buổi sáng rất đông quý vị. Đây là chỗ nơi khám bệnh của thầy Võ Duy Tuyến. Sau đây Truyền Thông Thành Võ xin quý vị, quý cô chú, quý anh chị, các bạn tham quan nơi phòng khám bệnh của thầy Nguyễn Thanh Quý. Sau khi làm cái lễ xuất viện cho 27 bệnh nhân, trong đó có 17 bệnh nhân ở tại chỗ, thì chúng ta sẽ tham quan chỗ phòng khám của thầy Nguyễn Thanh Quý. Thì bệnh nhân đến đây rất đông luôn. Ở ngoài này đang vẫn diễn ra cái lễ phát quà. Gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu phát quà Tết cho các gia đình bệnh nhân. Đây là nơi phòng đắp thuốc đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cháu thay mặt cho bà để phát cho vui nhá. Và chúc bà mạnh khỏe để chống khỏi bệnh. Cô Nguyễn Thị Lệ Thu mặc áo vàng. Cô tài trợ cho 102 phần quà cho các bệnh nhân cũng như bệnh nhân trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Thì thay mặt truyền thông Thành Võ cũng thay mặt cho phòng khám cảm ơn gia đình cô Nguyễn Thị Lệ Thu. Chúc cô đón cái Tết vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Đây là nơi phát thuốc nước của cô Hạnh. Xin trân trọng kính mời các bệnh nhân đã nhận được phiếu tặng quà của gia đình cô Nguyễn Thị Thu tiếp tục lên nhận quà. Sau đây mời cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn ra tham quan công trình xây dựng, công trình phòng khám cho trường yêu thương cho không, địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì công trình này xây dựng trên nền của cái phòng khám cũ. Cho cái phòng soi mút bấm nguyệt cũng như là đắp thuốc cũng đã được tô gần hoàn thành. Đây là bốn cái phòng. Bốn cái phòng tại phòng khám. Hôm nay đã xây dựng toilet xong xuôi. Chuẩn bị lót gạch như tô tường. Sau đó lợp toan cơ bản sẽ đưa vào sử dụng. Không khí công trình hôm thứ Bảy cũng rất đông. Ngày mai Chủ nhật thì các công nhân sẽ được nghỉ một ngày sau một những ngày làm việc ở trong tầng. Truyền thông Thành Võ xin kính chào cô chú, quý vị, quý cô, quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay tuy phòng khám xảy ra cúp điện nhưng mà vẫn tổ chức thành công cái lễ xuất viện cho 27 bệnh nhân, thì trong đó có 17 bệnh nhân đến dự, còn lại 10 bệnh nhân do chỗ nói chung là điều kiện quá xa cho nên các thầy đã gửi giấy chứng nhận về cho các 10 bệnh nhân kia, còn lại thì tổ chức cái lễ phát cấp giấy chứng nhận, sau đó thì cấp 120 phần quà cho gia đình của Nguyễn Thị Lệ Thu tài trợ. Thì đến đây thì truyền thông Thành Võ xin kết thúc cái video clip. Cảm ơn
quý vị, cô chú, quý vị và các bạn, thì video clip này thực hiện tại phòng khám Cha Thường ở ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cần Giờ, tỉnh Trà Vinh, nơi phòng khám cũ mà các thầy đang làm việc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, cô chú, anh chị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.